Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay nhà mình sẽ làm một cái món bánh bánh ít trần. Mẹ mình đang cắt lá cẩm kìa. Để vô mình làm nay làm ba màu luôn. Còn miếng đâu biết nữa. Đây là cái bụi lá cẩm nè. Lá cẩm này thì các bạn thấy nhìn nó xanh xanh chứ mình nấu nước với nước nóng lên đó thì nó sẽ ra cái màu nó hơi màu tím sen. Trước mình trồng ở đây được một bụi đây nè. Ở bên kia có cây đu đủ. Cây đu đủ hôm ngày mình vô ba cái đất ruộng á, cái ruộng mình lụm về nó vô cái nó ra trái kìa. Cái phần ở trên ra trái đặc luôn các bạn. Còn dưới cái cổ ở dưới có ba trái. Còn ở phía dưới thì mình nuôi hai con gà, hai con vịt để ngoài đó. Kế bên có một cây lá cách. Lá cách không gầy nó ra độc độc non trái lá bự không. Như đây đậm đà luôn. Cái nhân này, nhân bánh ít này mình sẽ làm với thịt, với tép. Trong đó mình có trộn với đậu xanh, với nấm mèo. Cái đó thì mình làm bằng cái bột nếp mà tao sẵn đây nè. Bịch vậy là 400 g. Hôm bữa mình làm cái món gì ta? Món gì mà có nước sốt? Nem nướng. Nó sử dụng miếng à. Hay dựng muỗng. Đây là hai cái phần màu nè các bạn. Màu lá cẩm và màu đậu biếc. Cái này mình sẽ nấu nước hơi ấm ấm á, mình nhồi. Nhồi nước ấm chứ không nước phải là nước lạnh của không phải nước sôi nữa mà là nước ấm. Chia ra làm ba màu này, màu trắng trắng vô được rồi. Màu này là màu đậu biếc, đậu biếc trùng màu với thau luôn. Màu này là màu đã cẩm. Còn cái thau hình như là đựng trong yeah. Nắng rồi dịp nắng chút còn tép á. Cái nhồi bột này mình nhồi bằng nước ấm nha các bạn. Nước các bạn có thể nấu lên tim hoặc là có thể nấu nước sôi rồi mình pha với nước lạnh cũng được. Trong nhân này mình sẽ ướp là tỏi nè, hành tím nè, miếng muối, bột ngọt. Miếng muối. Nhân này mình tại có sao này ra muối là mình để ít không? Hồi trường hao để miếng nước mắm cho nó thơm. Trong nhân này mình có thịt nè, tép, tép hành bằm với nấm gơm, nấm mèo chứ. Nó động nấm gơm, gùi, gì đó gùi. Tí đường nữa. Mắm làm sao thơm. Rồi, mèo nè, bột bột làm nhồi như vậy nè các bạn. Nó vừa dẻo vừa bệnh vậy nè. Để cho vô cái bạch xả nó khô gió. Phủ bột. Cái màu lá cẩm mình nấu ra nó màu vậy nè các bạn.
Giờ này cũng giống như bánh ít lá chuối của mình nè, nhưng mà có cái khác là mình không có gói vô lá chuối. Trắng này 3 viên 4, 5 này là chút để vậy là 2 viên à. Đó, để xích lại 3 viên. Một màu, màu trắng này được 8 viên. Vậy là này chắc mừ quá. Màu đậu biết nhiều, nhiều hơn đậu màu trắng các bạn. Đó đó. Con gieo có lên không? Gieo gấu làm nó tha nguyên dĩ tiêu học luôn. Nó không. Nghi rồi. Bữa con nghi rồi. Tưới thấy nghi. Ai nhà chịu làm nó tha dĩ luôn. Gieo hột đủ đủ, hột tùm lum hết. Đi làm vô thấy. À, nhắc chắc được 10 viên quá. 10 đậu biết. Này mình hấp giống. Này mình hấp như hấp bánh bao. Cái này đó tôi làm hoài. Phải không? Này cái hai cục. Là mấy cục rồi? Mấy viên rồi? Lên nữa hai cục. Dày là ý chị em kêu chị bẹp dày á. Ừ. Dày cục bự nó mới dày được. Không phải. Cục nhỏ mà chị dày chút vậy thôi. Ừ. Để vừa con Nhân à. Thấy nó vừa bột nè. Nó dễ ha, bản đồ. Nó không có được. Bãi chiến trường của gấu, bành văn gấu. Ở trên trên cụm còn đất nó không cho dốt, còn bao nó không? Không á, còn trong bao không á? Còn mấy bao mà, 6 mấy bao gì hả? Xích lại gần nhau luôn kìa. Đi nè. Đinh nguyên lá ra. Ở trong nó chạy rồi. Nguyên lá. Cái bánh này các bạn muốn thăm nó chín hay không lấy cái lầm á. Kéo đây nè. Nó không dính bột vô trong cái này là chín đó. Này rồi ra để nó dính. Chút để vô. Đó. Bánh nó chật. Dí nhìn các bạn nhìn bột nó trong nè. Sao mẹ không để xuống mẹ? Hả? Để dưới không có cái gì kê lên. Một cái nữa rồi. Hai cái nữa. Còn hai cái nữa. Xây cho nó rồi. Chưa. Còn hai. Chen mới được. Còn hai cái nữa mẹ. Hai cái nữa. Chen vô được. Giờ chen vô đâu? Chỗ đâu chen? Hấp chỗ chen. Không, hồi hấp với thịt đi. Ừ. À, còn thịt nữa mà. Còn nhưng không nữa. Này mình có làm mỡ hành để trên đầu Nhân á, đầu cái bánh chứ không phải đầu Nhân. Người ta béo béo nó thơm thơm. Cái này mình ăn với nước mắm tỏi ớt, rau sống và củ cà gót, củ cải mình làm chua, dưa chua. Này mình làm giấm, giấm với đường. Đó đó, mà có một cái nhỏ, một cà phê vô. Anh chỉ quay không? Ừ. Chỉ quay. Ủa sao cái đó không có cái xà lách gì chút? Có đó, có. Có xà lách. Rồi mời các bạn ở lại dùng bánh ít Trần với gia đình mình nha. Có cái bánh nhìn giống màu của mẹ. Rồi đây, tôi trang trí đây. Cho. Đó. Một cái quán mà bà ba người bán nè. Là lỗ luôn, ba người bán bốn người ăn. Che mất tiêu chú các bạn, để bên hông á. À. Bốn người bán, giờ tới bốn người bán luôn nè. Rồi cho nước mắm vô nữa.
nước mắm tỏi ớt. À vậy đó. Bánh ít của người ta, bánh ít lá chuối thì mình gọi lõi ra, lột ra mình ăn luôn. Bánh ít trần thì mình sẽ ăn với rau, nước mắm rồi, với chua. Một dĩa như vậy là ăn no luôn nha các bạn. Bán nhỏ xíu. Nhưng ấy không à? Ai? Nhưng củ sắn. Củ sắn. Bốn người bán, bốn người ăn. Đây, một mâm nữa. Đẹp không? Màu sắc đầy đủ luôn. Nhìn hấp dẫn. Ăn mắm vô. Đó. Đó không? Bánh ít là nở hoa. Hôm nay gia đình mình làm bánh ít trần. Xong rồi mời mọi người dùng với gia đình mình nha. Ít bánh trần ba màu. Bánh ít trần ba màu. Bánh ít không có đồ. Gian rã cho không có áo. Bánh ít không có quần áo. Bánh ít sexy. Bánh ít sexy. Cái gì chua, rau, sống, đồ ăn nó không có ngán. Nước mắm đồ vô. Ngon được rồi. Ngon chỉ có chút xíu thôi. Ngon chú rồi. Hả? Ngon. Đây là một phần bánh ít trần. Các bạn kêu như vậy thì mình sẽ bán cho bạn rẻ thôi. 10.000. 10.000 luôn à. Xong rồi bán xong ngày mai các bạn dẫn mình về nuôi luôn nha. Tại lỗ vốn. Này có rau, vừa có rau vừa có nhưng ở trong này các bạn. Nó nghe nè. Cái này mình ra mình bán, mình làm bán 10.000, trời ơi ta ăn dữ lắm luôn. Vừa có rau vừa có dưa chua. Rồi mà các bạn dùng bánh ít nha. Nhìn giống chè chở nước á. Ừ. Chan nước đường vô gừng. Này ăn với nước cốt cũng ngon lắm. Ngon. Ngon. Cốt chan nước mắm. Nhớ thường thường hồi đó em hay cứ ra chợ cái em làm mua bánh hỏi nước mắm á. Ừ. Nước mắm làm chan nước cốt. Trời ơi ăn vậy chứ ngon ghê. Nó bán bánh mì que còn bán chứ. Bánh mì que. Bán sau lưng mình á. Còn chứ. Bán cái về lúc hả? Bánh mì que là bánh mì con này kia hả? Bánh mì mấy ngàn đồng. Que là bánh mì và thòn. Dạ, nó thiếu mà. Nó khác nó giòn. Nhôm. Bán ở sau lưng em đó. Thứ bảy, chiều tối thứ bảy. Đã cái que rồi sao mày đây không ạ? Que là như cái que. À 10.000 cái út rồi nó mua ra hả? 5.000. 3.000, 2.000. Còn má hả? 12, 13, 15. Thường nó dọn pate vô trong đó không? Pate. Không có thịt. Pate người có thịt không khói. Còn là xúc xích. Cái xúc xích á. Không có thịt không khói nữa. Không khói là sao? Thịt vậy thì xong khói thôi. Không biết làm gì thịt chứ mà thịt không khói. Thịt không khói, xong khói. Cũng này xúc xích sọc ra. Nha. Mẹ bên đây hết ba viên. Mang đó. Ừ. Chú cũng hết rồi nè. Không hết. Viên. Vì chú cũng viên. Còn hai viên. Nghe nó từ từ. Nhân giả nó ngay lấy được. Đây hỏi chấm chấm à. Dạ ngán á, nó bán mấy đầu đắt ghê giờ cũng từ từ cũng biết. Nói gì nằm mơ cái gì nói cũng găng mới nhớ. Thôi là mơ thấy cũng găng. Kể găng cho nó được nha. Ta nói chảy máu. Chảy máu mới xuôi. Ừ. Phần rụng không có máu không có sao. Nằm mơ.
mình mới thấy dễ dàng. Nằm nhà mơ nằm chim bao thấy mình mới nhớ hay nha. Em nằm chim bao em thức dậy em quên mất tiêu rồi. Chơi hả? Không nhớ. Biết nằm chim bao mà không biết nhớ rồi mà không biết là nằm bao thấy gì. Sáng mới thức dậy còn nhớ chi tiết, mà mới giật mình á. Là nhớ chi tiết. Xong cái tới chưa là quên nhưng mà nhớ sự kiện. Bụng mờ thấy cái số. Mẹ em cứ giật mình nhớ. Em biết số nào nhớ hoài nhớ không ra. Quýnh chầm con luôn. Đâu có để nằm ngủ mà có thấy lại không. Nếu đi cầu cơ là cầu cơ phát thiệt nữa đó. Đó gì chút chứ trong các giấc mơ nào thành sự thật. Mà đi tiểu. Đúng rồi. Không biết mơ thành chưa thành. Cứ vậy nhấp quần. Mất tiểu hay nằm mơ. Ngủ mê là nằm mơ à, thấy đi tiểu quá. Mà mê không dùng mình là đi tiểu là đi luôn á. Nhấp quần. Rồi xong. Nằm nữa bạn. Thôi ba viên được rồi, đủ rồi. Đủ đô rồi. Út nữa không? Chút nào nữa em ăn còn 5 viên nữa. Mấy ghê à. Ăn cờ đầu đi làm việc tiếp. Ăn nữa không? Mày ăn bánh nữa không? Ăn sau lao bảng. Ăn sau lao bảng ăn chút. Ăn trước uống nước đi chơi. Ăn xong ngay chú Út chuẩn bị đi chở đất tiếp kìa. Mình cũng chuẩn bị ra ngoài vườn luôn. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem video gia đình mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Không đeo chú Út giỡn.